Thảo Ly xin chào tất cả các anh chị đang có mặt trong trường quay và xin chào tất cả cô chú anh chị đang theo dõi livestream trên trang fanpage Nutrilite Việt Nam ạ. Lời đầu tiên, Thảo Ly xin thay mặt Amway Việt Nam muốn gửi đến tất cả quý anh chị có mặt trong trường quay và tất cả những ai đang theo dõi livestream một lời chúc sức khỏe và đặc biệt là chúc cho tất cả chúng ta năm mới 2020 chúng ta sẽ có một sức khỏe dồi dào, mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an và đặc biệt là có nhiều sự phát triển trong công việc, nhất là với sự nghiệp kinh doanh Amway Việt Nam ạ. Một tràng pháo tay thật lớn được không? Các anh chị trong trường quay ơi, bây giờ Thảo Ly tương tác một chút xíu, hỏi thăm một chút xíu ha. Không biết là khi mà các anh chị tới trường quay này thì các anh chị có bị kẹt xe không ạ? Dạ, vâng, tình trạng ở Hồ Chí Minh mà kẹt xe là chuyện không phải hiếm đúng không ạ? Khi mà kẹt xe nè, xe cổ đông đúc kèm theo tiếng còi inh ỏi và bên cạnh đó là nóng nảy, nực nội, bực bội, khó chịu. Cái cảm giác vừa căng thẳng rồi công việc đôi khi chúng ta gấp gáp nữa. Vâng, có rất là nhiều yếu tố để ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần của chúng ta. Ngoài việc là xe cổ khói bụi rồi bên cạnh đó là hiện nay đang có dịch corona, có tên mới là Covid-19. Thì các anh chị vẫn có mặt tại đây cho thấy là tình cảm của các anh chị cũng như là chúng ta đã vượt qua mọi sợ hãi bởi vì chúng ta có Nutrilite Amway Việt Nam bảo vệ rồi đúng không ạ? Một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho sự hiện diện của tất cả chúng ta ngày hôm nay. Dạ, và thưa quý vị, như Thảo Ly có chia sẻ là ngày hôm nay sẽ có những thông tin rất là hữu ích về sức khỏe. Nhưng trước tiên Thảo Ly muốn chia sẻ một chút xíu về sức khỏe của chúng ta. Hiện tại thì có rất là nhiều cách để mà chúng ta tăng cường sức khỏe, như là tập thể dục nè, ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý. Nhưng bên cạnh đó có một yếu tố mà có lẽ là chúng ta có thể lơ là, bỏ quên, hoặc là mình cho rằng là không quan trọng, đó chính là sức khỏe của hệ tiêu hóa. Và cái cách mà chúng ta có thể làm tăng cường sức đề kháng của hệ tiêu hóa bằng cách là chúng ta sử dụng probiotic lợi khuẩn. Vậy probiotic là gì và cách sử dụng ra sao? Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng chào đón một chuyên gia đặc biệt đến từ chương trình, đến từ ADA Michigan, Hoa Kỳ. Nhưng trước tiên thì Thảo Ly xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng theo dõi video clip sau. Xin mời quý vị cùng theo dõi nhé. Để giới thiệu về một nhà khoa học đến từ ADA Michigan, Hoa Kỳ, tiến sĩ Kristen Morris. Một tràng pháo tay thật lớn để chào đón tiến sĩ của chúng ta. Các chị ơi, các chị đang theo dõi livestream, chúng ta có thể thả icon vỗ tay được không ạ? Dạ, xin cảm ơn ạ. Và chúng ta cùng có sự xuất hiện của phần hỗ trợ phiên dịch của Emerald Đào Thu Hiền. Một tràng pháo tay thật lớn nữa ạ. Dạ vâng, ngày hôm nay Thảo Ly cũng như là tất cả quý anh chị ở đây rất là vui để cùng chào đón tiến sĩ Kristen Morris và có lẽ là chúng ta sẽ cùng trao đổi với nhau một vài dòng suy nghĩ cảm xúc và chúng ta sẽ theo dõi để cảm nhận là tiến sĩ Kristen Morris suy nghĩ cảm nhận như thế nào. Dạ, xin chào tiến sĩ Kristen Morris ạ. Thì được biết đây không phải là lần đầu tiên bà đến Việt Nam. That's right. This is my second visit to Japan, to Vietnam. I apologize. Yes, twice. Yeah. Đây là lần thứ hai thì tôi có mặt tại thị trường Việt Nam ạ. Dạ vâng, lần thứ hai. Tuy nhiên, đây lại là một hoàn cảnh rất là đặc biệt là đang trong mùa dịch Corona, có tên mới là Covid-19. Thì không biết là điều này có ảnh hưởng gì đến trải nghiệm của bà khi mà đến đây không ạ? And this time you come is very special because I have COVID-19. So what is effect from you or not? Well, I'm first of all, I'm really happy that we could work out for me to come here. And I want to say thank you to everyone who's viewing the live stream as well. Because I was afraid we might not have this at all. But it's very special for me to be here again. I'm going to be honest with you. I'm not that worried. Wow. I wash my hands. When I'm in a big crowded place, I wear a mask. But I have a better chance of getting the flu than I do getting that. So I'm just happy to be here.
Và tôi cũng chia sẻ với tất cả các anh chị là tôi rất là hạnh phúc khi có mặt ở đây lần thứ hai. Và đúng là cái dịp này cũng khá là đặc biệt, có dịch Covid-19. Nhưng mà thú thật với các anh chị là tôi không có cảm thấy một chút gì lo lắng về cái dịch này cả. Bởi vì trên suốt chặng đường đi của mình thì tôi đều làm đúng những cái thủ tục để có thể phòng tránh được cái virus có thể xâm nhập được vào. Đó là việc rửa tay thường xuyên, rồi đeo khẩu trang ở những nơi đông người. Cộng với là tôi cảm thấy rất là hạnh phúc khi có mặt ở đây, nên là tôi gần như quên mất là có cái dịch này xảy ra. Vâng, xin cảm ơn bà. Và thưa bà, là bà cảm nhận như thế nào khi là người đầu tiên chia sẻ về dòng sản phẩm Nutrilite Probiotic ạ? How do you feel you are the first person who are sharing about the probiotic in Vietnam? Well, obviously I'm thrilled. This is has been very exciting for me and for the entire team at Center who has worked on, we're working on 3.5 years to bring this to you. So I'm just one part of that team. It's a great team, and so I'm here on behalf of them, and they thank you for this opportunity. Và thực sự là tôi cảm thấy rất là vinh dự khi tôi là người đại diện cho cả team nghiên cứu ra cái sản phẩm này có mặt tại Việt Nam để chia sẻ. Và thú thực là team của tôi thì đã làm việc liên tục trong suốt 3 năm rưỡi để đưa ra dòng sản phẩm này. Và tôi cũng cảm thấy là rất là vui mừng và hạnh phúc khi được đại diện cho team của mình đến đây chia sẻ với tất cả các anh chị. Tôi cũng đại diện cho tất cả team của mình cảm ơn tất cả các anh chị có mặt tại đây ngày hôm nay. Dạ vâng, một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Chúng ta thể hiện lòng cảm kích và sự vui mừng khi nghe được những chia sẻ từ tiến sĩ Kristen Morris. Và thưa các anh chị, Thảo Ly cũng bật mí thêm một điều nữa là hồi nãy tiến sĩ có chia sẻ là đã tuân thủ những cái quy tắc, ví dụ rửa tay hoặc là đeo khẩu trang. Nhưng bên cạnh đó, có thể nói là dòng sản phẩm Nutrilite đã hỗ trợ sức khỏe như thế nào để mà chúng ta có một sức đề kháng tốt và chúng ta tự tin hơn. Đặc biệt hơn nữa, chính tiến sĩ Kristen Morris lại là mẹ đẻ của dòng sản phẩm Nutrilite Probiotic. Điều đặc biệt là ở đây ạ, cho nên là Thảo Ly tin chắc rằng tất cả quý vị, các anh chị ở đây chúng ta nóng lòng muốn nghe cái câu chuyện cũng như là hoàn cảnh mà tiến sĩ đã cho ra đời dòng sản phẩm này. Xin bà chia sẻ. Yes, I am very excited to share about this project and this product, and I think you're going to learn a lot tonight. And I think this is a great product to add to help you grow your business as well. Và tôi cũng rất là cảm thấy rất là hào hứng khi mà chia sẻ cái sản phẩm này trong buổi tối ngày hôm nay. Và tôi tin tưởng chắc chắn là đây là một sản phẩm rất là tuyệt vời và sẽ có thể hỗ trợ cho các anh chị trong công việc kinh doanh của mình rất nhiều trong thời gian tới ạ. Vâng, thưa các anh chị, sức đề kháng nói chung cũng như là sức khỏe của hệ tiêu hóa nói riêng vô cùng cần thiết. Cho nên ngày hôm nay Thảo Ly nghĩ là tất cả chúng ta đã sẵn sàng cho một tinh thần tốt nhất để chúng ta lắng nghe những chia sẻ từ tiến sĩ Kristen Morris, đúng không ạ? Nếu vậy chúng ta có thể dành tặng một tràng pháo tay thật lớn để chào đón sự chia sẻ của tiến sĩ Kristen Morris ạ. Thank you. To welcome you for your presentation. Okay. So again, thank you. Thank you to everyone who's joining us by live stream. It is my pleasure to be here with you tonight. Và một lần nữa xin gửi lời cảm ơn rất là chân thành tới tất cả các anh chị có mặt tại trường quay ngày hôm nay cũng như tất cả các anh chị đang xem live stream trong cái buổi chia sẻ của tôi về sản phẩm mới ngày hôm nay. So right now everybody is talking about their gut. And how important our gut is to our overall health. And that's what we're going to talk about tonight as well. Và trong thời buổi hiện nay thì rất nhiều người đang nói đến tầm quan trọng của đường ruột và đường ruột ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe của chúng ta cũng là một trong những nội dung mà tôi sẽ chia sẻ với các anh chị buổi tối ngày hôm nay. And your gut is also going to be important in terms of how you can grow your business and bring yourself new customers. And I start with this depiction. Và bởi vì sức khỏe của đường ruột cũng có thể hỗ trợ cho chúng ta rất nhiều trong công việc kinh doanh của mình. Và chính là vì vậy mà tôi sẽ chia sẻ với các anh chị về thông tin về sản phẩm probiotic. And this graph says that by 2025, the global market size for probiotics will be $7 billion. Và trên cái biểu đồ, chúng ta nhìn thấy trên màn hình thì chúng ta nhìn thấy là đến năm 2020 ấy, thì nhu cầu thị trường sẽ dự đoán là khoảng 7 tỷ đô la Mỹ về sản phẩm probiotic. That's probably an underestimation. Cái kết quả này có thể là còn dưới cả dự đoán nữa các anh chị, có thể còn hơn, nhu cầu còn hơn như thế. And the reason I say that is because probiotics now
are being evaluated for a whole range of benefits beyond your gut. Và hiện tại thì probiotic đã được chứng minh rằng là cái tác dụng của nó không chỉ đến đường ruột hệ tiêu hóa mà còn đến tất cả những cái lĩnh vực khác trong sức khỏe của chúng ta. And this actually shows you the current distribution of products and their benefit that are in the market. Và trên cái biểu đồ này cũng cho chúng ta thấy rằng là cái sự phân bổ của cái tác dụng của probiotic đến các cái lĩnh vực khác nhau của sức khỏe. And Amway is following this data very closely, and we are already developing strategies and concepts to bring you new products in the future targeting new benefits. Và tập đoàn Amway của chúng ta thì cũng đang bám sát những cái bản cái biểu đồ này, đúng như cái biểu đồ này, và tất cả các nhà khoa học đang là hoạt động để làm sao nghiên cứu ra những cái sản phẩm phù hợp với nhu cầu của thị trường để cung cấp ra thị trường nhiều sản phẩm mới hơn nữa để có thể phục vụ cho tất cả chúng ta. So before we really get into the deep part of the program, I wanted to go through a few definitions for you. Và trước khi chúng ta bước vào cái phần nội dung chi tiết của cái buổi chia sẻ ngày hôm nay, tôi cũng muốn chia sẻ với các anh chị một số những cái định nghĩa. And we'll start with what is our gut? Đầu tiên đó là chúng ta bắt đầu với việc là đường ruột là gì. So if I asked you right now to point to your gut, show me where you would point. Nếu mà bây giờ tôi hỏi các anh chị chỉ cho tôi biết đường ruột nằm ở đâu thì các anh chị có thể chỉ cho tôi ở đâu được không ạ? Most of us kind of do something in this area. Có phải là hầu hết là nằm ở cái vùng bụng này không ạ? And that is our gut. But our science teachers taught us that our gut is really our entire digestive tract. Đó chính là những cái gì mà chúng ta nghĩ là đường ruột, nhưng những các nhà khoa học thì đã chỉ ra rằng đường ruột là toàn bộ cái hệ tiêu hóa của chúng ta. But it's responsible for so much more than digesting food. Và đường ruột thì có tác dụng nhiều hơn ngoài cái việc tiêu hóa các anh chị. So the next concept is what is this gut microbiome that we're hearing so much about? Và một cái định nghĩa tiếp theo tôi muốn chia sẻ với các anh chị đó là hệ vi sinh vật đường ruột là gì? Well, our gut microbiome is made up of all trillions of organisms, live, living, breathing, probiotics, normal bacteria, living in our gut. Và hệ vi sinh vật đường ruột là một hàng trăm nghìn tỷ những cái con vi sinh vật đang sinh sống và trưởng thành và phát triển trong đường ruột của chúng ta. And microbiome, the bacteria in your gut can have a powerful influence on your overall health. Và những vi sinh vật trong đường ruột có ảnh hưởng rất lớn đến toàn bộ sức khỏe của cơ thể chúng ta. And we can actually change our gut microbiome. Và thực tế là chúng ta có thể thay đổi cái hệ sinh vật đường ruột này. We can change it for the good, which helps to promote our health and wellness. Chúng ta có thể thay đổi hệ vi sinh vật đường ruột trở nên tốt để có thể giúp cho chúng ta có sở hữu sức khỏe tốt. But unfortunately, there are some things about our lifestyles and other factors that can change it for the bad. Nhưng mà cũng không may mắn rằng là cũng có do lối sống hay là do một số những yếu tố khác cũng có thể làm thay đổi hệ vi sinh vật đường ruột của chúng ta trở nên xấu hơn và ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của chúng ta. So probiotics then can come in and they can help to repopulate the good bacteria in your gut. Và đó chính là lý do tại sao mà lợi khuẩn probiotic xuất hiện để giúp cho thay đổi cái hệ vi sinh vật đường ruột của chúng ta trở nên tốt hơn, khỏe hơn. So probiotics are live microorganisms. Bởi vậy nên là lợi khuẩn probiotic đó chính là những vi sinh vật sống ở trong cơ thể của chúng ta. And they help the good bacteria that are already in your gut and help your gut stay healthy. Và probiotic giúp cho cái đường ruột của chúng ta khỏe mạnh và giúp cho sức khỏe của chúng ta khỏe mạnh. Now I want to make sure we don't confuse probiotics, those living organisms, with prebiotics. Và có một cái định nghĩa nữa, đó là chúng ta không nên nhầm lẫn giữa probiotic lợi khuẩn và một cái là một cơ thể sống, một sinh vật sống với cả prebiotic, đó chính là thức ăn của con lợi khuẩn. Prebiotics are fibers found naturally in fruits and vegetables that we can't digest as humans. Và prebiotic là một dạng chất xơ mà có thể đưa vào trong cơ thể của chúng ta thông qua cái việc ăn từ rau củ quả.
But the good bacteria in our gut can digest them. Mà cơ thể của chúng ta thì không tiêu hóa chất xơ đó, nhưng mà probiotic lợi khuẩn thì lại có thể tiêu hóa chất xơ đó. And the easiest way to think about it is that prebiotics are the food the good bacteria in your gut consume. Và một cái định nghĩa rất là rõ ràng để chúng ta phân biệt giữa lợi khuẩn probiotic và prebiotic, đó chính là prebiotic chính là thức ăn của con lợi khuẩn tốt ạ. And as probiotics metabolize prebiotics, they make your gut environment a better place for the good bacteria to thrive. Và khi mà con lợi khuẩn probiotic tiêu hóa các cái prebiotic này ấy, thì sẽ tạo ra một môi trường tốt trong đường ruột của chúng ta để cho các cái lợi khuẩn có lợi nó có thể sinh sống và phát triển. So that's a lot of terms you'll be hearing tonight. Và đây là những cái định nghĩa mà tôi muốn chia sẻ với các anh chị chúng ta sẽ dùng rất nhiều trong cái chương trình buổi tối ngày hôm nay. I always tell people that a healthy gut, a good gut, is a gut that goes unnoticed. Và tôi thường xuyên chia sẻ với mọi người rằng là nếu mà đường ruột khỏe mạnh, đó chính là đường ruột làm việc một cách âm thầm, anh chị. A healthy gut is one that doesn't rumble and make noises when you're sitting in a meeting and it's kind of embarrassing. Một đường ruột khỏe mạnh có nghĩa rằng là khi mà chúng ta đang ngồi trong các cuộc họp ấy, nó không réo rắt ở trong bụng của chúng ta, đúng không ạ? Làm phiền chúng ta. A healthy gut also doesn't make you go running out of that meeting afraid you're not going to make it to the bathroom. Và một đường ruột khỏe mạnh có nghĩa là giúp cho chúng ta không phải chạy nhanh ra khỏi cuộc họp để xử lý cái phần mặt nó đang ý ạch ở trong bụng của chúng ta, đúng không ạ? But it's a gut that's moving things along too. It's not stalled. Và nhưng mà đường ruột của chúng ta thì nó vẫn phải luôn hoạt động và vận hành một cách bình thường chứ không để tích lũy lại. A healthy gut is one that has, you know, softer stool that's easy to evacuate. Và một đường ruột khỏe mạnh đó là khi chúng ta tiêu hóa một cách trơn tru và có thể đào thải ra ngoài những cái rác thải một cách nhẹ nhàng và đơn giản. It's a gut that's balanced. Và một đường ruột khỏe mạnh đó là một đường ruột cân bằng ạ. And in fact, we've heard some people that have used our probiotic realize one day that they haven't been noticing their gut. They just didn't think about it anymore. Và khi mà sử dụng probiotic ấy, thì các khách hàng của chúng ta sẽ không cảm nhận được đường ruột của chúng ta đang hoạt động đâu các anh chị. Nó hoạt động một cách âm thầm và nhẹ nhàng. And that's really what you want. You don't want to be preoccupied with what's going on down there. Và đó có phải là chính là những điều các anh chị muốn không ạ? Chúng ta không phải lo lắng về những cái gì đang xảy ra ở bên trong này, đúng không ạ? So how do we get there? Và làm thế nào để chúng ta có được điều đó? Well, going back to the microbiome, our gut microbiome is made of trillions and trillions of microorganisms, good and some that are potentially not so good. Và hệ vi sinh vật đường ruột của chúng ta ấy, thì được hình thành bởi hàng trăm nghìn tỷ các cái vi khuẩn bao gồm cả có lợi và có hại. And we want to keep that balanced. Và chúng ta phải duy trì được cái sự cân bằng của nó. So a few facts about your gut microbiome, the human microbiome. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trillions, một chút. Oh, trillions and trillions of live microorganisms are living together all throughout your body. Một chút, chúng ta tìm hiểu một chút về hệ vi sinh vật trên cơ thể con người. Và trong trên cơ thể chúng ta thì có hàng trăm nghìn tỷ những tế bào đang hoạt động ở trên cơ thể. More than 22,000 genes have been characterized in humans. Và có hơn 20.000 các loại gen của con người. But our gut microbiome has many, many more genes than we as human beings do. Thế nhưng mà các cái hệ vi sinh vật đường ruột của cơ thể chúng ta thì có hơn 22.000 rất nhiều gen. More than 10,000 number of genes found in those microbes that don't have someone else doing the same job. They not repeated. Và trong số những cái gen của con vi sinh hệ vi sinh vật ấy thì các nhà khoa học tìm ra được là hơn 10.000 các loại gen là không được lặp lại ở bất kỳ một cơ thể nào. If you took all of the microorganisms If you took all of those microorganisms and put them end to end, you could wrap that around the world 2.5 times.
Và nếu mà chúng ta đưa từng cái vi sinh vật ở trong cơ thể đường ruột của chúng ta xếp hàng ấy ạ, thì có thể gấp 2,5 lần vòng quanh thế giới, các anh chị, chiều dài ấy ạ. In fact, there are more stars in the Milky Way than there. I mean, there are, our gut microbiome has more organisms than there are stars in the Milky Way. Và hệ vi sinh vật này thì có số lượng nhiều hơn cả những vì sao ở trên thiên hà, các anh chị. And 90% of all diseases and conditions that we're aware of can be traced back in some way or another to your gut microbiome. Và có hơn 90% các loại bệnh tật ấy ạ, đều có liên quan đến hệ vi sinh vật đường ruột của chúng ta. And your gut microbiome is as unique as your fingerprint. Và cái hệ vi sinh vật đường ruột của chúng ta được phân biệt và duy nhất thông qua cái vân tay của chúng ta. So we may share some characteristics among ourselves, but we don't share an identical gut microbiome. Thế nên là chúng ta có thể có những cái sự giống nhau về những cái đặc điểm về khuôn mặt, về hình dáng, nhưng chúng ta không có sự giống nhau về hệ vi sinh vật đường ruột, anh chị. And we like to think of our gut microbiome as a community. Và chúng ta coi cái hệ vi sinh vật đường ruột này giống như một cộng đồng sống. So here we are with our Amway community, friends, family. Giống như chúng ta đang là những thành viên trong cộng đồng của Amway, đúng không ạ? And we live in larger communities as well. Và chúng ta cũng sống ở trong một cái cộng đồng rất là rộng lớn. You know, most communities are filled with great people that are working together to make the community better. Và hầu hết thì những người sống ở trong cộng đồng này đều là những người tốt, đúng không ạ? Chúng ta cùng nhau hợp tác để tạo ra một cộng đồng sống thật là tuyệt vời. But there's always a few in the community that aren't really working with everyone else. Thế nhưng mà trong cộng đồng của chúng ta cũng có một số những người mà không muốn hợp tác và làm việc với những người còn lại, có đúng không ạ? And that's the way it is in our gut as well. Và nó cũng thực hiện như thế, giống hệt như thế ở trong đường ruột của chúng ta. So our idea of a healthy balance gut microbiome, that community is one where the good outweigh the bad. Và để cho hệ vi sinh vật đường ruột của chúng ta cân bằng và tạo ra một sức khỏe, đó là số lượng lợi khuẩn phải nhiều hơn số lượng lại hại khuẩn. So, that's a really easy way to talk about your gut microbiome. It's like your own internal social network. Và có một cái cách dễ để chúng ta có thể nhớ về hệ vi sinh vật đường ruột, đó là cái hệ sinh thái ở bên trong, đúng không ạ? Cái xã hội bên trong của chúng ta. So let's move along, and if you remember, I said you can change your gut microbiome for good or bad. Các anh chị còn nhớ là tôi có chia sẻ với các anh chị là chúng ta có thể thay đổi cái hệ vi sinh vật này tốt hay là xấu, đúng không ạ? And some things that can hurt our gut microbiome are just simply part of our everyday lives. Và những cái yếu tố mà làm tổn thương đến hệ vi sinh vật đường ruột này thì nó thường xảy ra hàng ngày trong cái lối sống của chúng ta. Not getting enough sleep. Ví dụ như là ngủ không đủ giấc này. Occasional stress. Bị stress này do công việc. Well, and sometimes when you're stressed, maybe you drink a little too much alcohol. Thỉnh thoảng có những lúc là do chúng ta uống quá nhiều chất rượu bia này. That doesn't help either. Và có thể là ảnh hưởng đến cái hệ vi sinh vật đường ruột của chúng ta. Our convenient diets that have a lot of sugars in them. Và đặc biệt là cái lối sống ăn, là cách ăn nhanh, đúng không ạ, sẽ làm cho chúng ta có rất nhiều đường dư ở trong cơ thể. Environmental pollutants, including secondhand smoke. Và sự ô nhiễm ở xung quanh môi trường xung quanh ảnh hưởng đến chúng ta, đặc biệt là cái khói thuốc của mình, bị hít khói thuốc của người khác, đúng không ạ? These are just some of the things that can help get your gut microbiome off balance. Và đây là những cái yếu tố mà làm cho cái hệ vi sinh vật đường ruột của chúng ta bị mất cân bằng. But there are things that we can do, things we can change that actually will help improve our gut microbiome and maintain the balance. Và có một cách mà chúng ta có thể cải thiện cái vấn đề này và duy trì cái sự cân bằng trong đường ruột của chúng ta. Diets rich in colorful fruits and vegetables. How many of you have heard that before? Đó là mình ăn nhiều những cái thực phẩm rau củ quả có nhiều màu sắc, đúng không ạ? Các anh chị có thể nghe điều này trước đây. Maintaining a healthy lifestyle, getting out and walking, eat and exercising. Duy trì lối sống lành mạnh, đó là thường xuyên vận động và đi dạo, đi ra ngoài tập thể dục, đúng không ạ?
Getting enough rest and controlling your stress. Ngủ nghỉ ăn nghỉ đủ đủ giấc và chúng ta quản trị được cái stress của chúng ta, áp lực của chúng ta. Fermented foods are a great source of good bacteria. Và ăn thật nhiều những cái thực phẩm có nguồn nguyên liệu của được các cái con vi khuẩn có lợi, đúng không ạ? But when you're looking for a targeted probiotic, and by targeted I mean delivering a certain benefit. Nếu mà chúng ta tìm kiếm những cái lợi khuẩn có lợi cho cái mục tiêu của mình ấy, then you want to consider probiotics. Thì chúng ta có thể quan tâm đến probiotic của chúng ta. And we'll talk a little bit more about how we got to our probiotic product and what went into those decisions a little later. Và phần phía sau thì tôi sẽ chia sẻ nhiều hơn nữa về cái cách mà chúng tôi nghiên cứu ra sản phẩm này và làm thế nào để đưa sản phẩm này đến với cả cái thị trường chúng ta. So I'm going to give you a super boring definition of what a probiotic is. Và bây giờ thì tôi có thể đưa ra định nghĩa khoa học về lợi khuẩn probiotic, có thể nó hơi nhàm chán một chút, đúng không ạ? You can tell this was written by a scientist. Đây chính là những cái điều mà những nhà khoa học thường hay tiếp cận. So, probiotics are live microorganisms that when administered in adequate amounts provide a benefit to the host. Và lợi khuẩn probiotic chính là những vi sinh vật có sống và với đủ số lượng cũng như là cung cấp để sao cho chúng ta có một sức khỏe khỏe mạnh cho chủ thể, đó chính là cơ thể của chúng ta. And probiotics have to be actually tested in a number of ways or a bacteria does before we can even say it's a probiotic. Và lợi khuẩn probiotic thì cần phải được kiểm tra, được test trước khi mà chúng ta khẳng định nó có phải là lợi khuẩn hay không. It has to be identified at the strain level, which means you have to know its nickname. Đầu tiên để xem có phải là thực sự là lợi khuẩn probiotic không thì chúng ta phải xem chủng nó là gì. Because probiotics of the same huge family can still have very different effects. Bởi vì là lợi khuẩn probiotic ở trong một gia đình lớn ấy thì nó sẽ có tác dụng khác nhau. They must resist the harsh acid and bile salts conditions in the gut. Và thứ hai đó chính là các cái con probiotic này nó cần phải được chịu được acid cũng như là cái muối mật. Your gut is a really harsh place. And probiotics have to make it through there alive, one way or the other, before they can work for you. Và đường ruột là một cái nơi mà rất là nóng, đúng không ạ? Rất là khó để sống. Nên là cái yếu tố thứ ba là cần phải bám được vào đường ruột để sau đó nó mới cái phát huy tác dụng cho cơ thể của chúng ta. So they have to arrive alive and then they have to stick. They have to take a seat and stay there. Nên là cái con lợi khuẩn này nó cần phải còn sống khi vào đến ruột và nó cần phải bám được vào đường ruột. When they're doing that, they colonize the gut and they make new good bacteria. Và khi mà nó được bám ở trong đường ruột thì nó phải sinh sôi nảy nở trong đường ruột. And as I said, they have to provide a benefit. Và nó cần phải cung cấp cái lợi ích cho chủ thể, đó chính là cơ thể của chúng ta. And obviously they have to have a demonstrated history of safe use. Và một yếu tố nữa đó chính là cần phải có một cái nghiên cứu khoa học chứng minh rằng nó có tác dụng. So just to give you an idea of what probiotics have to go through to get to your gut, this illustration tells you the conditions, the acid that is seen throughout your gut by these probiotics. Và ở trên cái biểu đồ này chúng ta sẽ nhìn xem là lợi khuẩn của chúng ta phải đi qua những cái con đường như thế nào. And so they probiotics can either make it through there and stay alive because they're in a capsule or because they're coated. Và khi mà đi qua thông qua cái ruột non thì nó phải vượt qua được cái nồng độ acid đó. But in our case, we chose naturally strong strains. Và ở trong cái sản phẩm của chúng ta là chúng tôi chọn cái loại chủng mà từ thiên nhiên và khỏe mạnh. So we chose strains that have the natural ability to make it through all of these conditions and still be alive. Và chúng tôi chọn những cái chủng lợi khuẩn mà nó tự
tự nhiên, một cách tự nhiên nó có thể vượt qua được tất cả các cái sự cản trở của acid ở trong đường ruột này và nó còn sống đến tận vào đến đường ruột. So our probiotics are not encapsulated. Bởi vậy mà các cái con lợi khuẩn của chúng ta không được đóng ở trong các cái bao nang, đúng không ạ? As I said, they don't need to be. They're naturally strong. Bởi vì là bản thân nó rất là khỏe rồi nên nó không cần phải bực chắn bởi một cái viên nang. Encapsulation or even coatings, that's just another barrier that your body has to get through before those probiotics can start working for you. Bởi vì là nếu mà lợi khuẩn được đóng vào trong các viên nang thì thực tế là cơ thể chúng ta cần phải một lần nữa phải phá hủy được cái bao nang đó thì mới có thể phong tỏa được và giải tỏa được các con lợi khuẩn để nó hoạt động. So ours comes in a stick pack. It's a powder. Thế đó chính là lý do tại sao mà sản phẩm lợi khuẩn của chúng ta là dạng bột và đóng trong cái bao phim thôi. You can sprinkle it directly onto your tongue if you like. Và chúng ta có thể uống trực tiếp, đúng không ạ? So we talk also about digestive support and immune function, but how do those two really work out together? Và chúng ta nói rằng lợi khuẩn để giúp cho chúng ta có sức khỏe về đường ruột, hệ tiêu hóa cũng như là hệ miễn dịch. Vậy thì nó hoạt động như thế nào? Well, to make a long story short, everything starts in your gut. Và đây là một câu chuyện rất là dài bởi vì nó rất là nhiều cái nguồn lực đến từ đường ruột của chúng ta. 70% of our immune system is in our gut. 70% hệ miễn dịch của chúng ta, hệ thống miễn dịch của chúng ta nằm ở đường ruột. We have some very specialized immune tissues in our gut. Và có rất nhiều những tế bào của hệ miễn dịch nằm ở đường ruột. And our gut teaches our immune system how to behave. Và đường ruột của chúng ta dạy cho các tế bào hệ miễn dịch này phải phản ứng như thế nào. It does that by showing our immune system good bacteria and telling our immune system, this is my friend, let him come on down. Và khi mà đường ruột phát hiện ra đây là những con lợi khuẩn thì nó sẽ nói với hệ miễn dịch là đây là bạn của chúng tôi, hãy cho nó đi vào. But we also have some potentially bad bacteria in our gut. Nhưng mà chúng ta cũng có những con vi khuẩn có hại đúng không ạ? And that's important so that our gut can say to our immune system, this is what a threat looks like. Và đường ruột của chúng ta báo cho hệ miễn dịch rằng đây là kẻ thù của chúng ta. Keep these guys under control. Và hãy quản lý cái đội này, phải khống chế nó. So that's really important so that our immune system bounce a balanced response. Và vì có cái đường ruột của chúng ta có thể phản ứng tốt nên hệ miễn dịch có duy trì được sự cân bằng của hệ miễn dịch. So that it doesn't react and launch a huge immune response to something that is good or at least isn't harmful. Và bởi vậy nên đường ruột báo cho hệ miễn dịch biết là thế nào là cái nào là tốt và cái nào là ảnh hưởng đến cơ thể. But it's been taught when to launch an immune response. Và điều này khiến cho hệ miễn dịch của chúng ta có những cái phản ứng kịp thời. So it doesn't overreact to something that isn't a threat and it doesn't underreact to something that's harmful. Nên là giúp cho hệ miễn dịch sẽ không phản ứng quá, đúng không ạ? Đối với những cái bạn người lợi khuẩn có lợi nhưng mà cũng không phản ứng quá kém đối với những cái kẻ thù của mình. And it's like our gut sends text messages to those immune tissues so that the immune system then sends out the right army of defenders. Và khi mà đường ruột của chúng ta gửi những tin nhắn đến cho hệ miễn dịch thì hệ miễn dịch sẽ xuất quân ngay để bảo vệ, giống như một hàng rào bảo vệ cơ thể của chúng ta. Meaning your immune system sends out the right cells needed to defend you. Và khi đó thì hệ miễn dịch sẽ sản sinh ra những cái tế bào phù hợp để trở thành hàng rào bảo vệ cho cơ thể của chúng ta. So that's the connection between our gut and our immune system. Đó chính là sự kết nối giữa đường ruột của chúng ta với hệ miễn dịch. And so when we were developing this product, our selection philosophy wasn't just pick any probiotic strain. Và khi mà chúng tôi nghiên cứu sản phẩm này ấy, thì không phải chúng tôi có thể lấy bất kỳ cái loại sản phẩm, cái probiotic nào. We were very systematic and we had criteria. Và khi mà chúng tôi lựa chọn thì chúng tôi lựa chọn một cách hệ thống và có những cái tiêu chuẩn. First, we needed to understand what you and what your customers were looking for in a probiotic. Đầu tiên thì chúng tôi sẽ phải xem xét xem là
các anh chị cũng như khách hàng của anh chị cần gì ở sản phẩm probiotic. That way we can give you the right benefits. Đó chính là lý do tại sao mà chúng tôi sẽ đưa ra những sản phẩm phù hợp với nhu cầu của chúng ta. Well, once we knew what benefits you were looking for, then we could choose the right strains to deliver the right benefits. Và khi mà chúng tôi biết được nhu cầu của tất cả các anh chị và khách hàng thì chúng tôi lựa chọn các cái chủng khuẩn phù hợp với cái nhu cầu đó. And what that meant for me is that I could go to and look at all the science and choose probiotics that have been shown to provide digestion and immune support. Và khi mà biết được nhu cầu đó chính là hệ tiêu hóa và hệ miễn dịch thì công việc của chúng tôi những nhà khoa học là sẽ đi tìm kiếm tất cả những cái nghiên cứu khoa học chứng minh rằng cái khuẩn nào nó sẽ đáp ứng được cái nhu cầu đó. And I could help the team formulate the product with the right levels of the right strains. Và tôi cùng với team của mình sẽ cùng nhau đưa ra cái chủng này với cái số lượng phù hợp với để đạt được cái lợi ích đó. See, when it comes to probiotics, whether it's the number of strains or the CFU count, more doesn't mean better. Nghĩa là khi mà chúng ta nghiên cứu về sản phẩm này thì không phải là có cái lợi khuẩn nhiều nó sẽ mang lại tác dụng lớn. Sometimes it means more expensive. Đôi khi nó còn làm cho cái sản phẩm nó quá đắt. So the right levels are what you want in a product. Nên là cái số lượng đủ nó sẽ giúp cho chúng ta đạt được cái lợi ích mà đạt được cả những cái điều kiện về chi phí. And of course at Nutralite we wanted to be backed by the right science. And in this case that meant human clinical trials. Và với Nutralite thì các nhà khoa học của Nutralite luôn theo đuổi nó là cái sự chuẩn xác về khoa học, tính khoa học. So if you can remember this paradigm. Nên là các anh chị sẽ nhớ cái bảng này đúng không ạ? The right strains. Đó là chủng đúng. At the right levels. Và số lượng đủ. Backed by the right science. Và tính khoa học. Delivering the right benefits. Và đưa ra đáp ứng được cái nhu cầu đúng lợi ích của nó. So that was our philosophy. Đó chính là cái triết lý sản xuất nghiên cứu ra sản phẩm này. And I've said a lot about strain, but what does that even mean? Và khi mà tôi nói về chủng thì các anh chị có thắc mắc là đó có ý nghĩa như thế nào không ạ? Well, you can think of strain in the same way you can think of puppies, which is always good to think about puppies. Chúng ta có thể nghĩ về chủng như là những con chó cún đúng không ạ? So I want a dog. I really want a dog, a puppy. Ví dụ như là tôi rất là muốn một con cún con. Tôi rất là thích một con cún con. So maybe I go to someone whose name I see in the paper that has puppies, and I say, I want a puppy. Thế thì tôi xem báo và tôi biết là có một nơi là đang cung cấp con chó cún thì tôi đến nơi đó và tôi nói với ông chủ rằng là tôi muốn một con cún con, một con chó cún. So he hands me a puppy. Thế và ông ấy đưa cho tôi một con chó cún. And then I say that's not the kind of puppy I want. Nhưng mà tôi nói rằng đây không phải là loại chó cún mà tôi thích. Because I have told him I just want a puppy, which is a big long name. Thế và tôi bởi vì tôi cần phải nói với cả ông ấy chủ ý là tôi muốn một con chó cún như thế nào đúng không ạ? Tên của nó là gì? I actually want a puppy that has long floppy ears and a little wet black nose and likes to cuddle a whole lot. Ví dụ như tôi muốn một con chó cún là tai phải dài này, cái mũi của nó phải đen bóng lên, xong rồi nó ngồi rất là đáng yêu nữa, ngoan nữa. I want a cocker spaniel puppy. Đó chính là và cái ông chủ sẽ nói với tôi rằng là đây là loại chó cún mà là loại chủng này này. Đúng không? So I tell that guy that handed me the puppy, I said, I want a cocker spaniel. And he says, well, you didn't tell me what kind of puppy you wanted. Thế và ông chủ nói rằng là đấy là lý do tại sao mà lúc đầu cô không nói là cô muốn loại chó cún tên là gì. And that's the way it is with probiotics. You have to know what benefits you want in order to have the right probiotic. Đấy, cái ví dụ này nó giống như là khi chúng ta lựa chọn cái lợi khuẩn ấy ạ. Chúng ta phải biết là chúng ta mong muốn cái mục đích là gì, cái lợi ích để của cái lợi khuẩn mang lại là gì để chúng ta lựa chọn các cái chủng cho nó phù hợp. If I wanted a black and white spotted puppy, I'd have to ask for a Dalmatian. Thế nếu mà tôi muốn một con chó cún mà có đốm đúng không ạ? Thì tôi phải hỏi ông ấy là con cún con đốm đúng không ạ? So you have to know what to look for and you have to know what it is you want. Thế nên là chúng ta cần phải biết rõ cái điều mà chúng ta muốn. Now, our probiotic, as we've said, contains 5 strains and we tell you what those strains are. Và trong cái lợi khuẩn của chúng ta probiotic thì có 5 chủng đúng không ạ?
And we found five strains that against our criteria performed very, very well. Và chúng tôi tìm ra năm cái loại chủng này phù hợp hoàn toàn với cái nhu cầu của mình. They have really long names. Và mỗi cái con chủng cái chủng khuẩn này nó có cái tên rất là dài các anh chị. I'm only going to say their name one time. Tôi có thể nói về cái tên này một lần thôi. Because I'm going to get thirsty if I keep saying it. Bởi vì nếu mà tôi mà cứ lặp đi lặp lại nói tên của các chủng khuẩn này thì tôi sẽ rất là khát nước anh chị. So, but we're going to call them by their nicknames. Nhưng mà chúng ta sẽ cùng gọi nó bằng cái nickname của nó được không ạ? Okay. And the nickname's very short, but that's really the most important part. Bởi vì là cái nickname đấy là cái phần quan trọng nhất trong cái con khuẩn đó. So the full name of the first guy is Bifidobacterium animalis subspecies lactis HN019. Và cái tên toàn bộ cái con khuẩn đầu tiên đó là Bifidobacterium animalis lactis HN019 ạ. Nha, chúng ta nhớ cái con HN019 ạ. You know what? You can just say the nickname. Okay. HN019. Cô bảo là chỉ cần nói nickname thôi, HN019. The second one is Lactobacillus acidophilus NCFM. Và cái con thứ hai đó chính là NCFM. There you go. Đúng không ạ? Lactobacillus acidophilus LA14. Và cái con thứ ba đó chính là LA14 ạ. Lactobacillus paracasei LPC37. Con thứ tư đó chính là LPC37. And then again, Bifidobacterium animalis subspecies lactis BL04. Và con thứ năm đó chính là BL04 ạ. So this illustrates why you need to know the strain. Và tại sao mà chúng ta cần phải biết cái tên của cái khuẩn chủng khuẩn này? There are two strains that are Lactobacillus acidophilus. Và có hai cái con chủng khuẩn cái chủng khuẩn mà rất là quan trọng. I need to know what those strains are or I can't tell you what to expect you could get from them. Và tôi sẽ chia sẻ với các anh chị là chúng ta sẽ có lợi gì khi mà chúng ta có hai cái con khuẩn này. So we're telling you what the strain names are. Nên là đó chính là tên của cái con khuẩn rất là quan trọng đó. HN019 and NCFM, we call those our hero strains. Và hai cái con khuẩn có tên là HN019 và NCFM là hai cái chủng khuẩn chính trong cái sản phẩm của chúng ta, chủng khuẩn hero. Oh, I'm sorry. Neutralite probiotic contains clinically evaluated levels of these two strains. Và Neutralite thì đã có những cái nghiên cứu lâm sàng trong về lợi ích của hai cái con chủng khuẩn này. So what that means is I looked at all of the research and I discovered what level was required of each to give us digestion and immune support. Và tôi đã nghiên cứu rất nhiều những cái bản nghiên cứu khoa học về hai cái con chủng khuẩn này đưa ra chúng ta được lợi ích đó là làm tăng cường cái sức hệ miễn dịch và hệ tiêu hóa của chúng ta. Every hero needs a sidekick though, right? Có ai ở đây là nhà khoa học không ạ? And here are our sidekicks. Và đây chính là những cái thông tin về khoa học. LA14, LPC37 and BL04 go with the hero and they help the hero do their job even better. Và ba cái con khuẩn còn lại là ba con khuẩn hỗ trợ sẽ hỗ trợ cho hai con khuẩn chính hoạt động một cách mạnh mẽ và tốt hơn. So we have two hero strains, HN019 and NCFM, and then our sidekicks, LA14, LPC37, BL04. Nên là chúng ta có hai con khuẩn hero đó chính là HN019 và NCFM. Và NCFM cộng với ba con khuẩn hỗ trợ, ba chủng khuẩn hỗ trợ đó là LA14, LPC37 và BL04 ạ. So again, the strains are the heroes. And why do I keep stressing that? Và tại sao mà tôi nhắc đi nhắc lại về chủng khuẩn? Well, I want you to notice something about this. This is just a label we pulled off to give an example. It's not, I can't even tell you what the product is. Và đây chính là một trong những cái nhãn trên một cái sản phẩm lợi khuẩn khác mà tôi chia sẻ với các anh chị về cái cách mà người ta ghi trên cái đó. But even as a scientist, I also can't tell you what the strains are. Và tôi là một nhà khoa học thì tôi cũng có thể nói cho các anh chị biết là cái loại chủng khuẩn nó là chủng gì. Because you'll see, they're just giving the big long name without the nickname.
Bởi vì là ở trên cái biển này ấy, thì họ chỉ nói cái tên bằng cái họ và tên đệm thôi. Họ không nói đến cái tên cụ thể của con khuẩn. Probiotic benefits are strain specific, so I have to know the nickname. Bởi vì là cái tác dụng của cái khuẩn của con khuẩn đấy nó phụ thuộc vào cái nickname ấy, là cái chủng gì. So that's the only way I can choose the right strains. Và khi mà chúng ta biết mong muốn của chúng ta là gì thì chúng ta mới lựa chọn được cái chủng phù hợp. So I have no idea what is in this product except it's a part of a big huge family. Và khi mà nhìn vào cái nhãn này thì tôi không biết là cái tác dụng của cái khuẩn này để làm gì, bởi vì không nhìn thấy cái nickname của nó đâu. So remember our philosophy. It was to choose the right strains at the right levels backed by the right science for the right benefits. Và chúng ta hãy nhớ lại về cái triết lý để nghiên cứu ra sản phẩm này của chúng ta, đó là gì? Chọn đúng khuẩn, đúng không ạ? Đúng chủng khuẩn, đủ số lượng và đúng khoa học và phải đạt được cái lợi ích của nó. And that's one way you can communicate the advantage of our product is because we know all of those things. Và khi đó thì chúng ta có thể chia sẻ về lợi ích của sản phẩm, cái sự lợi điểm của sản phẩm của chúng ta. So we have another little video to explain again these concepts. Và chúng ta cùng nhau xem một đoạn cái video clip về cái sự vận hành của lợi khuẩn ở trong đường ruột như thế nào. See, that is makes it naturally strong, makes it through the gut, arrives alive and colonizes with sound effects. Các anh chị nhìn thấy không ạ? Khi mà khuẩn của chúng ta, probiotic của chúng ta được đưa vào trong dạ dày thì nó sẽ vượt qua tất cả những cái sự ngăn chặn của axit ở trong đường ruột và sống đến tận vào đường ruột và tìm được cái chỗ để bám vào. Yeah. And this will be available to you. So it's something you can use as well when you're talking to your teams and customers. Và với cái video này thì các anh chị cũng có thể chia sẻ với khách hàng của mình, với đội nhóm của mình đúng không ạ, về cái sự vận hành của probiotic trong cái đường ruột của chúng ta như thế nào. Let's move on. Oops. But wait, there's more. Và đây là còn một cái video nữa. So you know how busy, especially here, parking lots must be, and how hard it is to get a parking place. Các anh chị cũng thấy là ở đây chúng ta rất khó để tìm được chỗ đỗ xe đúng không ạ? Thì trong đường ruột của chúng ta cũng như vậy. Or even a spot for your motorcycles. Thậm chí cả là một cái rất nhỏ để cho đỗ xe máy thôi cũng rất là khó đúng không ạ? So I guess I'll just do the whole thing. Probiotics are the good guys getting all the parking spots. So going through a parking lot, and I pull into the parking space. Well, if I'm there, somebody else can't get there. Thế nên khi mà chúng ta có đủ lợi khuẩn ấy ạ, thì nó sẽ có thể chiến đấu để chiếm được các cái chỗ đỗ ở trong đường ruột của chúng ta, trong thành ruột của chúng ta. And I'm the worst kind of motorist because I'm saving parking places for my friends. Và thậm chí còn giữ lại cái chỗ đỗ xe cho bạn của mình vào nữa. So now I want to also talk about some of the selling points for our product. Và bây giờ những cái video vừa rồi chúng ta có thể sau này chúng ta sẽ xem và chúng ta sẽ share cho đội nhóm của mình và tôi sẽ chia sẻ những cái điểm lợi điểm của sản phẩm của chúng ta. So the product is an exclusive to Amway blend of 5 strains plus the prebiotic fiber inulin. Và đây là sản phẩm được độc quyền của Amway có 5 chủng khuẩn được phối hợp với nhau. At a very specific level, because we looked at clinical data, 6.3 billion CFUs per stick pack, per serving. Và đặc biệt là với mỗi một gói lợi khuẩn thì có 6,3 tỷ lợi khuẩn ở trong này. All you need is one stick pack a day. Và chúng ta cần bổ sung một gói một ngày ạ. And they're so convenient. You just put them in your purse or put them in your book bag. And then you can take them with you on the go. Và đặc biệt là với sản phẩm này của chúng ta thì rất là tiện lợi để mang theo đúng không ạ? Chúng ta có thể đút vào trong túi sách, trong cặp để mang theo để uống bổ sung mỗi ngày. So if you want to introduce someone to the product, you just give them a stick pack and let them try it. Và nếu mà chúng ta muốn giới thiệu hay chia sẻ với người bạn của mình, chúng ta chỉ cần lấy một gói ra và cho họ thử uống luôn. Now, Amway goes through a lot of research with our logistics team to determine how to ship things. It's amazing. Và Amway thì có nghiên cứu rất nhiều đối với cả bên các cái team về giao hàng ấy ạ.
nghĩa là các cái khâu để vận chuyển hàng hóa. So our shipping conditions are such that the probiotics don't get too hot and don't get too cold so they can stay alive. Và cả bên vận chuyển thì biết rằng là cái lợi khuẩn này nó không được quá nóng cũng không được quá lạnh thì nó mới còn sống. So Amway goes to a lot of trouble, and now I'm going to ask you to help us keep the product in the right storage when it gets to you. Và trên suốt hành trình từ nơi sản xuất cho đến tận tay các anh chị thì Amway đã phải rất cẩn trọng để vận chuyển được sản phẩm đến đây để lợi khuẩn vẫn còn sống. Nên là đến tay các anh chị thì tôi nhờ các anh chị là tiếp tục bảo quản nó để nó còn được sống cho đến khi mà chúng ta sử dụng, được không ạ? So you don't have to refrigerate the product. Chúng ta không cần phải đặt sản phẩm này trong tủ lạnh. It just needs to be in a cool, dry place. Nhưng mà chúng ta chỉ cần đặt cái sản phẩm này ở nơi mát và khô, đúng không ạ? Now to use it, as I said, you can sprinkle it directly onto your tongue, or you can mix it with cold foods or beverages. Và chúng ta có thể uống trực tiếp vào bằng gói này, hoặc chúng ta có thể pha với cả một cốc nước mát, đúng không ạ? But don't mix it with a hot beverage. Nhưng mà không pha với nước nóng anh chị nhá. Không pha với nước nóng. Now, because they're live organisms, I wouldn't want somebody dunking me into a hot cup of coffee. Bởi vì là đây là những con vi khuẩn sống anh chị nhá. Nên giống như tôi không muốn ai đó bỏ tôi vào một cốc cà phê nóng đâu ạ. So don't put the bugs in there. Nên là nhớ là không được thả cái gói này vào trong cái nước nóng, được không ạ? You can leave it in your kitchen, but not near the stove or on top of the microwave. Nhưng mà các anh chị có thể đặt cái sản phẩm này ở trong bếp, nhưng mà đừng đặt cạnh bếp đường nấu ăn hay là lò vi sóng, được không ạ? Nó bị nóng. And I just learned this today. On motorcycles, people put things under probably the hottest part of the motorcycle. Don't do that either. Và có một điều mà tôi cũng mới học ngày hôm nay thôi là tôi thấy rằng Việt Nam chúng ta rất hay quen để đồ trong cốp xe, đúng không ạ? Thì các anh chị đừng đặt cái sản phẩm này trong cốp xe nhá, nó rất là nóng ạ. You can keep it in anything that you can carry around as long as that thing, purse, bag goes with you into the building for the day. Và các anh chị nhớ là khi mà chúng ta mang theo thì phải mang theo người của mình để nó đi vào phòng mát, phòng lạnh với chúng ta, chứ đừng đặt nó ở trong cốp xe, đúng không ạ? Okay. So I want to make sure we understand that. Và tôi muốn chắc chắn rằng các anh chị nhớ cái điều này, đúng không ạ? And we have a resource for you here as well with just the facts. Và đây là cũng là những cái nghiên cứu mà chúng tôi đã tìm ra. So again, 70% of our immune system is in our gut. Và một lần nữa tôi nhắc lại, đó là 70% cái hệ thống miễn dịch của chúng ta nằm ở đường ruột, đúng không ạ? And we need that balanced gut to keep our immune system working well. Và chúng ta cần được giữ được cân bằng trong đường ruột để giữ được cái hệ miễn dịch của chúng ta được cân bằng. Is there anyone who isn't experiencing occasional stress? Let's see, you look pretty relaxed, so you're probably not having stress. Có ai trong số chúng ta là chưa bao giờ bị stress không ạ? Well, the rest of us are. And that can throw off our gut too. Thế nên là chúng ta hãy cần phải duy trì cái sự cân bằng này, được không ạ? So to help keep that stress under control is one way, but also give it a helping hand. Use this product, which has the right strains, the right levels, with the right science for the right benefits. Chúng ta hãy quản trị những cái stress của mình và đồng thời sử dụng những cái sản phẩm lợi khuẩn này, bởi vì nó có đúng loại chủng, đúng không ạ? Đủ số lượng, đúng tính khoa học và đạt được đúng lợi ích mà chúng ta mong muốn. Remember, 5 strains with the prebiotic fiber inulin. Và các anh chị nhớ rằng là trong sản phẩm này của chúng ta có 5 chủng, đúng không ạ? Hỗn hợp 5 chủng độc quyền cộng với cả có prebiotic là thức ăn của con lợn khuẩn. You just have to use it once a day. I don't care what time of day you use it. Use it when you'll remember to use it. Và các anh chị hãy dùng mỗi ngày một gói, và các anh chị dùng bất kỳ khi nào các anh chị nhớ ra, nhưng mà nhớ là mỗi ngày một gói, được không ạ? And those right strains, remember, make it through the gut. Và các anh chị nhớ là những cái con trùng khuẩn này nó có thể đi qua được cái sự chặn của acid và nó vào được tận trong đường ruột của chúng ta. They arrive alive and colonize. Và nó còn sống đi vào tận trong đường ruột của chúng ta, đúng không ạ? So they stick to the gut. Và khi nó đi vào được đường ruột thì nó bám sát vào thành ruột. And finally, who's your target customer? Và cuối cùng đó là chúng ta cần phải hướng đến khách hàng của mình, đúng không ạ?
Well, when we were putting this together and I was looking at the research, it was important to me to cover the entire family. Và khi mà nghiên cứu về cái sản phẩm này thì chúng tôi nghiên cứu cái sản phẩm này cho cả gia đình. So from the very young, 3 years old. Từ khi mà chúng ta còn rất nhỏ, từ 3 tuổi trở lên. All the way through to grandparents. Cho đến khi mà chúng ta đã trở thành ông bà, đúng không ạ? And every member of the family in between. Và tất cả những thành viên trong gia đình ở trong độ tuổi giữa từ em bé cho đến người già, đúng không ạ? And why is that? Well, we looked at what happens to your gut over time and we found that some good bacteria just naturally decline. Tại sao lại như thế? Là bởi vì khi mà chúng tôi nghiên cứu ấy, thì rất nhiều những cái lợi khuẩn nó bị giảm sút đi sau quá trình trong quá trình sống. So we chose strains that supported every lifestyle and put back some of those good bacteria that naturally go down. Và chúng tôi nghiên cứu những cái chủng khuẩn mà nó có thể tự nhiên còn sống cho đến tận vào trong đường ruột để cung cấp bổ sung lại mỗi ngày để chúng ta có liên tục duy trì đủ. So we have launched this product in other markets. We've been rolling it out for a year. Và chúng tôi cũng đã đưa tung sản phẩm này ra những cái thị trường. A lot of times people want to know what does the product go well with? What can I pair it with? Và có rất nhiều người hỏi rằng là cái sản phẩm này sẽ phối hợp với những cái sản phẩm Nutrilite khác như thế nào. So I looked for what I call perfect pairings for probiotics. Và đây là một số những cái gợi ý, những cái sự phối hợp tuyệt vời nhất giữa probiotic và những cái sản phẩm khác của Nutrilite. The most natural partner for probiotics is your fiber tablet. Và một trong những cái người bạn đồng hành của probiotic đó chính là sản phẩm chất xơ ạ. The fiber tablet also contains prebiotic fibers. Và trong cái viên chất xơ của chúng ta cũng có thức ăn của con lợi khuẩn, đúng không ạ? Đó là prebiotic. So you're giving more food to continue to populate, to continue to feed all the good bacteria in your gut. Thế nên khi mà chúng ta sử dụng probiotic và chất xơ sẽ cung cấp thêm thức ăn cho những cái con lợi khuẩn nó có thể sinh sôi và phát triển. And when probiotics use prebiotics, they release certain byproducts. Và khi mà cái con lợi khuẩn này nó sử dụng, nó tiêu hóa những cái chất xơ này ấy, nó sẽ tạo ra rất nhiều những cái, nó thêm năng lượng. And part of their metabolism is to change the environment in the gut so it is fostering the good bacteria. Và từ đó tạo một cái môi trường đường ruột tốt cho các cái con lợi khuẩn nó sinh sôi và phát triển. So those two naturally go together. Và nên là đây là một cái cặp mà nó rất là tự nhiên, nó phối hợp với nhau. Well, we also have an immunity, dual immune support with either our vitamin C or double X. Và lợi khuẩn cũng có tác dụng đối với hệ miễn dịch, đúng không ạ? Nên là một trong những cái sự phối hợp tuyệt vời nữa cho hệ miễn dịch đó là với vitamin C hoặc là double X. So either of those products and our prebiotics support immunity, but they do it in different ways. Và probiotic và vitamin C và double X đều hỗ trợ cho hệ miễn dịch nhưng nó ở cách khác nhau các anh chị. Well, good a healthy body weight is important and we saw that not having a healthy body weight can tend to get your gut microbiome off balance. Và khi mà chúng ta có muốn có một cái vóc dáng chuẩn thì chúng ta cần phải có một cái hệ vi sinh vật đường ruột cân bằng ấy. So adding probiotics with your meal replacement not only gives you more fiber from the meal replacement, but it continues to foster the gut microbiome balance, which may impact your weight management. Và khi mà chúng ta sử dụng cái sản phẩm probiotic với body replacement ấy, meal replacement, thì sẽ giúp cho chúng ta cung cấp thêm cái thức ăn cho con lợi khuẩn bởi chất xơ ở trong cái gói body key, đúng không ạ? Ngoài ra còn giúp cho cái đường ruột của chúng ta trở nên cân bằng hơn, hỗ trợ cho việc quản lý cân nặng. And finally, you can nurture healthy skin from the inside and from the out by using our concentrated vitamin C and hyaluronic acid. Và một trong những cái sự phối hợp nữa đó là chúng ta có thể làm đẹp làn da của mình khi mà chúng ta làm khỏe từ bên trong, đúng không ạ? Làm da đẹp từ bên trong khi phối hợp giữa probiotic và vitamin C ạ. So these are great things to promote together. Và đây là bốn cái giải pháp mà tôi đưa ra gợi ý cho các anh chị để phối hợp với nhau. And so finally, it's your turn. Và cuối cùng tất cả những cái thông tin mà tôi đã chia sẻ bây giờ đến lượt các anh chị, đúng không ạ? As I've said, we've been rolling this product out for a year now. Và tôi đã đưa cái sản phẩm này đến cho các anh chị, đến tay các anh chị.
Well, our first market was Korea. Và cái thị trường đầu tiên mà chúng tôi tung ra sản phẩm này đó chính là Hàn Quốc ạ. They had had our what you might call first generation probiotic for 10 years. Và ở Hàn Quốc thì cái thế hệ 1 của probiotic đã có 10 năm rồi ạ, ở thị trường Hàn Quốc. But when we launched this probiotic, it became their number 2 selling SKU for nutrition. Nhưng mà khi mà năm ngoái khi mà tung cái sản phẩm probiotic mới này tại thị trường Hàn Quốc thì sản phẩm này doanh số đã xếp thứ 2 trên tổng sản phẩm doanh số của Nutrilite tại thị trường Hàn Quốc. And it was the largest nutrition launch in Korea's history. Và trong lịch sử tung sản phẩm dinh dưỡng Nutrilite Hàn Quốc thì sản phẩm probiotic đã ghi vào kỷ lục lớn nhất. We're doing very well in the other markets, Japan in particular. So this product has great potential for you. Và đồng thời sản phẩm này cũng có những cái phản hồi rất là tốt và doanh số rất lớn tại thị trường Nhật Bản và những thị trường khác đã tung ra. Nên đây là một trong những cái tiềm năng rất lớn cho kinh doanh của tất cả các anh chị. And remember, we have developed this with DuPont Danisco. They are the global leader in probiotics and probiotic technology. Và đặc biệt là chúng tôi hợp tác để sản xuất ra sản phẩm này với tập đoàn DuPont. Tập đoàn DuPont là một trong những sản phẩm số 1 thế giới về sản xuất ra lợi khuẩn và những cái thức ăn của con lợi khuẩn. We are now DuPont's number one customer. Và bây giờ Amway trở thành khách hàng số 1 của tập đoàn DuPont. Their vice president told us that this was the largest launch of probiotics in their history. Và CEO của tập đoàn DuPont thì chia sẻ với cô rằng là đây là cái doanh số về lợi khuẩn lớn nhất từ trước đến nay trong lịch sử kinh doanh của DuPont. And they also told us they believe this is the largest global launch ever. Và họ cũng tin tưởng rằng đây chính là cái chiến lược toàn cầu hóa lớn nhất trong lịch sử của DuPont. So they're a great partner. And this is our team. We were just there 2 weeks ago. Và đây là tập đoàn DuPont và toàn bộ team của chúng tôi đến thăm tập đoàn đó vào 2 tuần trước ạ. So we're keeping an eye on our product there too. Và các anh chị yên tâm rằng chúng tôi liên tục theo sát tất cả chất lượng sản xuất ra những cái nguồn gốc lợi khuẩn cho chúng ta. So I thank you for being here tonight. I thank everyone who was on the live stream. I hope you've gotten some really good information and I hope you're excited about this product. I love this product. Và tôi rất là hào hứng, không biết các anh chị có hào hứng và chờ đón sản phẩm này không ạ? So what do you think? Yeah? Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ hết sức bổ ích của tiến sĩ Kristen Morris ạ. Các anh chị thân mến, những chia sẻ hết sức hữu ích vừa rồi sẽ giúp cho chúng ta không chỉ về mặt sản phẩm mà còn hỗ trợ về mặt sức khỏe, cụ thể đó chính là sức đề kháng và hệ tiêu hóa của chúng ta. Các anh chị ơi, tiến sĩ Kristen Morris của chúng ta sẽ quay trở lại vào phần 2 trong phần hỏi đáp. Chính vì vậy, Thảo Ly ngay bây giờ cũng muốn các anh chị một lần nữa xin cảm ơn tiến sĩ Kristen Morris bằng một tràng pháo tay được không ạ? Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ Kristen Morris và các anh chị đang theo dõi live stream. Chúng ta nhớ theo dõi xuyên suốt chương trình luôn nhé, bởi vì chúng ta còn có những phần tiếp theo cực kỳ hấp dẫn. Các anh chị ơi, như ban đầu Thảo Ly có chia sẻ là chương trình của chúng ta sẽ có những phần quà vô cùng hấp dẫn. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần quà hấp dẫn và chương trình đang chờ đợi để trao tay cho những người mà may mắn vào chương trình ngày hôm nay. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với thể lệ chương trình nhé. Trước tiên đó chính là các bạn sẽ cần like và share livestream của ngày hôm nay trên trang cá nhân của mình. Đặc biệt là chúng ta trả lời chính xác những câu hỏi của chương trình đặt ra. Và Thảo Ly sẽ dành cho tất cả chúng ta 2 phút để chúng ta chuẩn bị. Xin mời tất cả các anh chị ở đây chúng ta cũng có thể tham gia. Các chị ơi, chúng ta nhớ theo dõi xuyên suốt chương trình nhé, bởi vì ngoài phần kiến thức của chuyên gia, ngoài phần hỏi đáp của ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có những phần quà hấp dẫn và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng tham gia nhé. Với 3 câu hỏi nhưng có rất nhiều phần quà, không biết là các chị đã sẵn sàng chưa ạ? Hãy comment ạ. Các chị ở trường quay chúng ta hãy dành tặng một tràng pháo tay thật lớn để bắt đầu chương trình được không ạ? Ngay bây giờ Thảo Ly sẽ đọc câu hỏi đầu tiên, các chị chuẩn bị nha. Tập trung nha. Câu hỏi thứ nhất. Ý nào dưới đây mô tả đúng về sản phẩm Nutrilite Probiotic? A. Chứa hỗn hợp độc quyền 5 chủng lợi khuẩn và cung cấp ít nhất 5,3 tỷ lợi khuẩn. B. Chứa hỗn hợp độc quyền 6 chủng lợi khuẩn và cung cấp 6,3 tỷ lợi khuẩn. C. Chứa hỗn hợp độc quyền 5 chủng lợi khuẩn và cung cấp ít nhất 6,3 tỷ lợi khuẩn. Và phần quà cho câu hỏi đầu tiên ngày hôm nay đó chính là 3 hộp sản phẩm Nutrilite Probiotic dành cho 3 bạn comment câu trả lời nhanh và chính xác nhất. Bây giờ các anh chị có 1 phút để chúng ta bắt đầu ạ. Các chị hãy nhanh lên ạ.
Wow, Thảo Ly đang theo dõi trên màn hình. Thì Thảo Ly thấy là có nhiều bạn like nè và cũng đang comment nè. Đáp án A, đáp án B. Ô, rất tiếc có một số bạn có vẻ như là không theo dõi xuyên suốt chương trình rồi, đã bỏ lỡ thông tin của tiến sĩ chia sẻ từ ban đầu. Câu hỏi này với phần trả lời rất là dễ ạ. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành câu 1. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển đến câu hỏi tiếp theo. Bây giờ không biết là các anh chị trong trường quay đã sẵn sàng chưa ạ? Chúng ta đừng bỏ lỡ cơ hội nhé. Và các anh chị đang theo dõi livestream, chúng ta hãy liên tục và lắng nghe thật kỹ ạ. Câu hỏi số 2. Nutrilite Probiotic có thể kết hợp cùng sản phẩm nào của Nutrilite để hỗ trợ tăng cường sức đề kháng cho cơ thể? A. Nutrilite Double X, B. Multi Carotene và C là CV Plus. Bắt đầu! Các chị ơi, hãy nhanh chóng trả lời câu hỏi này nha và comment thật nhanh, thật là chính xác. Phần quà cho câu tiếp theo này là 15 hộp đựng protein nhiều ngăn dành cho 15 bạn comment đáp án nhanh nhất và chính xác nhất. Thảo Ly đang theo dõi trên màn hình phía đối diện đã có một số người có câu trả lời của mình. Còn xin hỏi trong trường quay của chúng ta có anh chị nào tự tin cho rằng mình là người đáp án nhanh nhất, trả lời nhanh nhất ạ? Rồi xin mời chị. Xin chúc mừng. Và các anh chị thân mến, đáp án của chúng ta cũng như là danh sách những người trúng giải sẽ được trang fanpage Nutrilite Việt Nam cập nhật sau. Cho nên các anh chị yên tâm là nếu như chúng ta là một trong những người comment nhanh nhất và chính xác nhất thì chúng ta sẽ không thể bỏ lỡ phần quà này. Chắc chắn là món quà sẽ được trao tận tay đến với các anh chị ạ. Rồi, như vậy là câu số 2 đã hoàn thành. Bây giờ chúng ta tiếp tục đến với câu hỏi số 3. Nutrilite Probiotic có thể kết hợp cùng sản phẩm nào của Nutrilite để hỗ trợ tăng cường sức khỏe tiêu hóa? A. Canxi magie, B. Chất xơ từ rau quả và C là glucosamine. Xin bắt đầu! Và các chị thân mến, Thảo Ly tiết lộ luôn phần quà cho câu hỏi tiếp theo này. Câu số 3 là 5 sản phẩm bổ sung chất xơ từ rau quả Nutrilite sẽ dành cho 5 bạn comment nhanh và chính xác nhất. Xin mời chúng ta tiếp tục ạ. Như vậy là câu hỏi 1, câu hỏi 2. Chắc chắn là chúng ta đã tìm ra những bạn trả lời nhanh và chính xác nhất. Và tất nhiên, nếu các bạn nào bỏ lỡ cơ hội thì chúng ta vẫn tiếp tục dành những phần quà và cơ hội của chúng ta trong câu hỏi số 3 này. Các chị ơi, hãy nhanh lên nha. Trên màn hình Thảo Ly cũng thấy là các anh chị cũng đã nhanh chóng cập nhật comment. Đó chính là đáp án của mình với câu hỏi số 3. Các chị đừng quên nha, like và share liên tục livestream này trên trang cá nhân của mình, cũng như là chúng ta chia sẻ hashtag với những người bạn, những thành viên trong gia đình để biết được thông tin hữu ích của chương trình này ạ. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong 3 câu hỏi và Thảo Ly cũng xin chúc mừng những người bạn sẽ may mắn nhận được quà trong chương trình ngày hôm nay. Một lần nữa, một tràng pháo tay thật lớn để hoàn thành phần trả lời xuất sắc của chúng ta. Xin cảm ơn tất cả quý anh chị ạ. Các chị thân mến, như vậy chúng ta đã xong một phần rất là hấp dẫn của chương trình. Và Thảo Ly còn nhớ rằng trong chương trình mà các nhà phân phối, các nhà lãnh đạo thường hay dùng, đó chính là chương trình càng về khuya thì càng hấp dẫn. Cho nên tiếp tục chương trình sẽ là một món quà bất ngờ mà Nutrilite Việt Nam muốn dành tặng cho tất cả các quý anh chị trong trường quay và quý anh chị đang theo dõi livestream. Để biết đó là tiết mục gì thì ngay bây giờ xin mời tất cả quý anh chị chúng ta hãy cùng chào đón những người bạn mới Nutrilite Probiotic cùng với Lộn Xộn B. Một tràng pháo tay thật lớn ạ. Chúng ta đều có hai người bạn, một cơ thể khỏe mạnh họ phải giữ cân bằng. Người bạn lợi khuẩn giúp bảo vệ đường ruột, người bạn hại khuẩn mang lại nhiều phiền phức. Hại khuẩn lớn lên của những kẻ đồng lõa, ô nhiễm dịch bệnh cứ mỗi ngày trôi qua. Thức ăn nhanh, thực phẩm bẩn được tiêu thụ nhiều hơn, lối sống không lành mạnh hay căng thẳng triền miên. Hậu quả là hại khuẩn sẽ tới không mang đến những điều tối tăm, gây rắc rối trong đường ruột, làm đôi chân ta chùn bước. Nutrilite Probiotic giúp tiêu hóa khỏe để kháng tăng. Nutrilite Probiotic giúp tiêu hóa khỏe để kháng tăng. Những ai tin dùng tôi sẽ không còn lo ngại nữa đâu. Đồ
chỉ là đùa báo tên. Đến với cạnh bạn như một người bạn mới, từ khi thức dậy đến khi chập choạng tối, âm thầm bảo vệ cho bạn không biết người bạn như chỉ là probiotic. Hỗn hợp độc quyền năm chủng lợi khuẩn, hỗn hợp này giúp bảo vệ lợi khuẩn. Người bạn thân thiết cho chúng ta mỗi ngày, hỗ trợ thừa khỏe giúp đề kháng tăng. Cung cấp 6,3 tỷ lợi khuẩn sống, bổ sung chất xơ tăng cường lợi khuẩn sống, bảo vệ đường ruột là lợi khuẩn sống, bạn mới của mọi người là lợi khuẩn sống, cải thiện lối sống gắn thêm niềm vui, tràn đầy sức sống bắt đầu một ngày mới. Cuộc sống bất bất quá lấy lại cân bằng thôi. Bảo vệ bạn hàng ngày lợi khuẩn sống là tôi. Giúp tiêu hóa khỏe để kháng tăng. Nếu chỉ là đồ bài ô tê, giúp tiêu hóa khỏe để kháng tăng. Những ai đi cùng tôi sẽ không còn lo ngại nữa đâu. Bởi vì tôi là nếu chỉ là đồ bài ô tê, nếu chỉ là đồ bài ô tê, giúp tiêu hóa khỏe để kháng tăng. Nếu chỉ là đồ bài ô tê, giúp tiêu hóa khỏe để kháng tăng. Nếu chỉ là nồng bài ô tê, nồng bài ô tê, nếu chỉ là nồng bài ô tê. Vâng, xin cảm ơn phần trình diễn vừa rồi của nhóm Lộn Xộn Band. Quán quân Sing My Song 2018 với những với tiết mục rất là sôi nổi vừa rồi ạ. Và thưa các anh chị, xin mời nhóm của chúng ta hãy nán lại sân khấu nhé. Thưa các anh chị, chúng ta đang theo dõi một tiết mục cực kỳ dễ thương. Và xin bật mí với tất cả quý vị ở đây là để chuẩn bị cho chương trình ra mắt sản phẩm Nutrilite Probiotic, thì Amway Việt Nam đã dành riêng một ca khúc, một sáng tác cho chính sản phẩm đặc biệt của chúng ta ngày hôm nay. Thì không biết là sau khi chúng ta hòa mình vào những giai điệu vui tươi sôi nổi của Lộn Xộn Band, thì quý anh chị ở đây đã cảm thấy là hào hứng, khỏe mạnh, tinh thần sảng khoái để chúng ta chờ đón phần tiếp theo chưa ạ? Một lần nữa xin cảm ơn những người bạn của chúng ta, xin cảm ơn nhóm Lộn Xộn Bên. Các anh chị thân mến, sau khi chúng ta đã theo dõi tiết mục vừa rồi cùng với sự hiện diện của nhóm Lộn Xộn Bên và 5 người bạn dễ thương của chúng ta đại diện cho 5 nhóm lợi khuẩn probiotic, thì chắc chắn là chúng ta cũng đã sẵn sàng hào hứng cho phần tiếp theo rồi đúng không ạ? Chắc là Thảo Ly sẽ mượn đôi bàn tay của các anh chị để vỗ tay thêm một lần nữa. Chúng ta cùng chào đón sự quay trở lại của tiến sĩ Kristen Morris và sự hiện diện của Emerald Đào Thu Hiền ạ. Vâng. Tiến sĩ Kristen Morris đã quay trở lại và Thảo Ly đoán chắc rằng trong hội trường ngày hôm nay các anh chị cũng rất là nóng lòng muốn có những cái thắc mắc và những trao đổi trực tiếp với là tiến sĩ Kristen Morris. Thì ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với phần Q&A ạ. Xin hỏi là các anh chị nào có thắc mắc gì thì chúng ta hãy đặt câu hỏi cho tiến sĩ ạ. Xin mời. We'll start there. Well, let me start with you because you look super excited, even more than you. Cô chọn mà anh mặc áo hồng vì trông rất là hào hứng đúng không ạ? Xin chào tiến sĩ, thì em có một cái câu hỏi là tại sao trong sản phẩm Nutrilite Probiotic của mình là cung cấp là 6,3 tỷ lợi khuẩn mà không phải là cái con số khác? Tại sao là 6,3 tỷ ạ? That goes back to us using the right science and the clinical trials. Và cái câu hỏi này của bạn thì quay trở về cái là cái những cái triết lý mà khi mà tạo ra sản phẩm này, đó là đúng tính khoa học đúng không ạ? So I matched clinical trial data and the levels used in the clinical trials to our product. Và tôi đã ứng dụng tất cả những cái nghiên cứu lâm sàng và nghiên cứu khoa học về các loại chủng khuẩn vào trong cái sản phẩm của chúng ta. So remember, right strains, right levels, right science, right benefits. Và các anh chị còn nhớ về chủng đúng ạ, phải đúng chủng này, đủ số lượng này, đúng với cả cái tính khoa học này và đúng cái lợi ích, cái mong muốn mà chúng ta đang theo đuổi. Đó okay. Chính là lý do tại sao mà là 6,3. Okay. Vâng, xin mời bạn tiếp theo. Cho em hỏi rằng là bản thân em và gia đình thì đang sử dụng những cái chế phẩm có lợi khuẩn tự nhiên, ví dụ như là dao ua, dơ gớt hoặc là váng sữa, thì em có cần phải bổ sung thêm Nutrilite Probiotic hay không ạ? Em cảm ơn ạ. So as I said during my presentation, fermented foods, yogurts, kefir, kimchi, they contain good bacteria.
But those bacteria are added in order to make to take milk and make it yogurt, or to take cabbage and make it kimchi. Và trong cái bài trình bày của tôi thì tôi cũng chia sẻ với các anh chị là trong các cái sản phẩm, các cái thực phẩm mà mình ăn hàng ngày như là yogurt hay là váng sữa hay kim chi ấy ạ, thì đều có những cái lợi khuẩn, đúng không ạ? Nhưng mà lợi khuẩn đó thì chỉ để biến cái sữa thành sữa chua thôi ạ, và hoặc là biến cái bắp cải thành kim chi thôi chứ. So while we encourage the you to continue with fermented foods, also remember something like kimchi usually has a lot of sodium. Và khi mà chúng tôi nghiên cứu thì ví dụ như là trong kim chi ấy, thì cũng có rất nhiều muối, đúng không ạ? And yogurt and kefir sometimes have a lot of sugar and maybe even fat. Và trong sữa chua thì có thể có nhiều quá lượng đường hay là chất béo. And those probiotics, their primary job is to make the end product. Và những cái con lợi khuẩn mà có ở trong các cái sản phẩm đấy ấy, thì mục đích của nó là để biến sữa thành sữa chua, đúng không ạ? Và biến cái rau bắp cải đấy thành kim chi, chứ không phải là phục vụ cái lợi ích mà chúng ta đang theo đuổi. Our probiotics have entirely different jobs. Nên là lợi khuẩn probiotic của chúng ta thì có một cái công việc khác hoàn toàn. And they do those jobs in different ways. Và nó cũng thực hiện cái công việc của nó ở cách khác. It has 4 calories in a stick pack. Và chỉ có 4 kilocalo trên một gói thôi ạ. And so really probiotics are for when you're looking for targeted benefits. In this case, digestion and immune support. Và chúng ta sử dụng sản phẩm lợi khuẩn probiotic để hướng tới một cái mục đích của mình, mà ở đây đó chính là làm khỏe hệ tiêu hóa cũng như là tăng cường hệ miễn dịch ạ. Our probiotics will not turn milk into yogurt. Và cái lợi khuẩn của chúng ta nhá thì không chuyển sữa thành sữa chua các anh chị. Different job. Là cái chức năng của nó hoàn toàn khác ạ. They're not magic probiotics. Bởi vì là cái lợi khuẩn của chúng ta không phải là thần kỳ mà làm được tất cả mọi việc, đúng không ạ? Okay. Different jobs. À, công việc khác nhau các anh chị nhá, mục đích khác nhau. Rồi ạ. Còn ai có câu hỏi ạ? À, xin hỏi nhà khoa học là cái Nutrilite Probiotic có chứa chất xơ prebiotic. Vậy thì có sự khác biệt nào với chất xơ trong Nutrilite rau củ quả? Sure. So they just contain different prebiotics. Và trong cả hai chất xơ và probiotic thì chứa các cái prebiotic khác nhau ạ. Probiotics are a lot like humans. They have favorite foods. Ví dụ như là chúng ta là con người, đúng không ạ? Chúng ta có những cái sở thích về ăn thực phẩm khác nhau. So my favorite fruit is watermelon. Ví dụ như là cái loại quả mà tôi thích là quả dưa hấu ạ. If there's a spread of fruit and there's watermelon there, I'm always going for the watermelon. Nếu mà có rất nhiều loại hoa quả trước mặt nhưng mà trong đấy có dưa hấu thì tôi sẽ chọn ăn dưa hấu trước. But maybe your favorite fruit is jackfruit. Nhưng mà có thể là cái hoa quả mà bạn thích lại là quả mít, đúng không ạ? So you don't care if I'm having the watermelon because you're going to have your favorite fruit. Thế nên là bạn sẽ không thích ăn quả dưa hấu mà bạn sẽ quan tâm đến quả mít hơn. And that's kind of the way it is with probiotics. Some probiotics, some good bacteria like one fiber more than another. Và đấy là cũng giống như những cái con lợi khuẩn ấy, nó thích ăn những cái loại xơ khác nhau. And so they will use preferentially their favorite one when it's there. Thế nên là khi mà có rất nhiều loại chất xơ thì nó sẽ lựa chọn cái loại chất xơ mà nó thích nhất, nó ăn trước. I can have all the watermelon I want if you can have your favorite fruit, and that's what probiotics can do with prebiotics. Và cũng như vậy, chúng ta mỗi người có một cái loại hoa quả thích ăn khác nhau, thì các con lợi khuẩn nó cũng có cái prebiotic sở thích khác nhau ạ. Dạ, xin mời anh chị tiếp theo. Xin mời tiến sĩ chọn ạ. Go ahead. Xin chào tiến sĩ. Tiến sĩ có thể là cho hỏi thêm là cái lợi ích của cái việc mà phối hợp năm chủng lợi khuẩn đó thì như thế nào? The benefit of putting them together. Mm-hmm. Well, though we know that those play together well, they work together well. And we wanted something that was exclusive to us for a period. Và khi mà chúng tôi chọn năm cái chủng khuẩn này ấy, thì chúng tôi nghiên cứu thấy rằng là khi mà trộn với nhau ấy thì nó sẽ phối hợp và làm việc tối ưu hóa, và đây cũng là một công thức độc quyền, hỗn hợp độc quyền của Nutrilite. So we wanted strains that could
support digestion and support immunity and do so in different ways to complement one another. Và chúng tôi lựa chọn tất cả các chủng khuẩn này đều có tác dụng tốt đối với hệ tiêu hóa và hệ miễn dịch. Now it's possible that you could see a competitor that has one or more of the same strains. Có thể là các anh chị có thấy ở trong các cái sản phẩm của đối thủ cạnh tranh ấy có những cái chủng khuẩn có thể giống như của chúng ta. But no one has the combination of our five strains at the levels and ratios in our product with the inulin. Nhưng mà tôi chắc chắn rằng sẽ không có một sản phẩm nào trên thị trường lại có sự phối hợp giữa năm chủng khuẩn này cộng với là với đủ số lượng như vậy, cộng với là lại có cả chất xơ inulin ở trong đó cho thức ăn của lợi khuẩn. That's ours. Đó chính là công thức độc quyền của chúng ta. Dạ, nếu mà các chị tâm đắc mình có thể vỗ tay ạ. Các chị đang theo dõi livestream nhớ thả comment nhé. Vâng, xin mời anh ạ. Hồi nãy giờ mọi người hỏi cô hết rồi. Giờ đến tôi hỏi cô là cách ăn như thế nào gọi là tốt nhất. Hồi nãy cô nói là mình dùng một ngày bổ sung thêm một gói. Và ví dụ giờ tôi có nhu cầu ăn thêm hai gói nữa, ngày ba gói có được không cô? Và ăn vào thời điểm nào? Okay. So a couple of things. Thank you. Cảm ơn anh ạ. I don't care what time of day you take it. I just want you to take it. Đầu tiên là tôi không cần biết lúc nào các anh chị uống nó, chỉ cần các anh chị uống bổ sung nó là được ạ. I mean, because if you leave it in the carton, it's not going to work. Bởi vì là nếu mà chúng ta mà đặt nó ở trong cái túi ấy, hay là đằng sau cửa thì nó sẽ không có tác dụng, đúng không ạ? And you know, as far as taking it, a lot of people really enjoy sprinkling it directly on their tongue. Và khi mà dùng thì có rất nhiều người uống trực tiếp vào đổ vào lưỡi để uống, đúng không ạ? It has I describe the taste as kind of like marshmallow. And that's a natural sort of sweetness that's coming from the inulin. Và khi mà chúng ta ăn trực tiếp như vậy thì chúng ta cũng có thấy cái vị mát mát ngọt ngọt, đúng không ạ? Thì cái đấy là chính là từ chất xơ ạ. Now, can you take more than one per day? Và câu hỏi của anh là có thể ăn hơn một gói một ngày không, đúng không ạ? Well, you can, but I went to a lot of trouble to figure out the right strains at the right levels, so you don't need to take another one. Cũng có thể, nhưng mà như thế thì tôi rất là khó để đáp ứng được là đúng loại chủng này, đủ số lượng này, đúng không ạ? Đúng cái lợi ích này. Thế nên là tốt nhất là chúng ta nên ăn một gói một ngày thôi. And it's possible if you take two or three or four that you're going to notice some side effects. Và khi mà các anh chị uống hơn một gói, thậm chí 3 4 gói một ngày, các anh chị sẽ có một số những cái phản ứng phụ. Not from the probiotics, but from the inulin. Không phải là từ cái con lợi khuẩn đâu mà từ cái chất xơ ở trong cái gói đấy ạ. Because inulin is the most fermentable fiber. Bởi vì là inulin chính là chất xơ, đúng không ạ? Chất xơ tan. So it gets fermented well, and then guess what happens? Và các anh chị khi mà có nhiều chất xơ, đúng không ạ? Thì chúng ta ăn nhiều chất xơ ấy, thì các anh chị đoán xem là cái điều gì xảy ra? Nó sẽ rất là nhuận tràng, đúng không ạ? Then the probiotics that are fermenting them, they get a little gassy. Và khi đó thì con lợi khuẩn nó hoạt động thì nó sẽ tạo ra các loại khí ạ, ở trong đường ruột của chúng ta ấy ạ. And if they get gassy, you get gassy. Và khi mà nó tạo ra, nó bị nhiều khí thì chúng ta cũng nhiều khí ạ. So, you know, use more than two with caution, or use more than one with caution. Nobody likes to be gassy. Bởi vì là không ai thích có nhiều khí, đúng không ạ? Nên là tùy các anh chị lựa chọn, đúng không ạ? So. Dạ vâng, như vậy là một câu hỏi cực kỳ thú vị và câu trả lời cũng mang đến cho chúng ta nụ cười ngày hôm nay ạ. Rất là cảm ơn 6 vị có mặt trong ngày hôm nay đã đặt những câu hỏi cực kỳ thiết thực. Ngay bây giờ xin mời những ai đặt câu hỏi mình lên sân khấu ạ. Và chúng ta sẽ nhận được món quà từ tiến sĩ Kristen Morris. Xin mời ạ. Xin mời các chị chúng ta di chuyển lên sân khấu nhé. Dạ, xin mời các chị mình di chuyển và mình... Oh, I'm sorry. Dạ. Xin mời chúng ta đứng vào vị trí này ạ. Đây đây. Dạ, xin mời ạ. Oh. For who? One. Oh. Thank you. Someone else come on over? I guess are they... Oh, sorry. Dạ. Trước tiên là...
tiến sĩ của chúng ta sẽ trao quà cho khách nhà phân phối. I'm supposed to give these. I thought it was for me. Let's see. Okay. Here you go. Gift for you. Gift. Rất là cảm ơn những câu hỏi của các anh chị đã hỗ trợ cho chương trình, đặt những câu hỏi hết sức thiết thực và cũng thay mặt cho tất cả những ai theo dõi chương trình để tiến sĩ Morris đã có những chia sẻ hết sức là hữu ích. Một lần nữa xin cảm ơn ạ. Thưa các anh chị ở phía dưới, chúng ta có thể dành tặng một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Một lần nữa xin cảm ơn các anh chị. Xin mời các anh chị chúng ta cùng về vị trí và cũng xin cảm ơn tiến sĩ Tristan Morris. Thank you. So thank you very much. Oh, sorry. Vâng, các anh chị ơi, như vậy là thông qua phần chia sẻ vừa rồi, chúng ta đã nhận được những kiến thức hết sức bổ ích và đặc biệt là câu hỏi Q&A từ các anh chị tham dự chương trình. Thảo Ly rất là mong các anh chị đang theo dõi livestream chúng ta hãy tiếp tục theo dõi xuyên suốt chương trình này đến khi mà chính thức chia tay chương trình ngày hôm nay. Còn bây giờ Thảo Ly cũng xin mượn đôi bàn tay của quý anh chị ở đây, mình hãy dành tặng cho tiến sĩ Kristen Morris một tràng pháo tay thật lớn. Và xin mời bà Ôn Minh Hằng, đại diện của công ty Amway Việt Nam, giám đốc ngành hàng sẽ lên sân khấu để trao hòa. Thank you. Vâng, sẽ là một món quà rất là đặc biệt của công ty Amway Việt Nam đã chuẩn bị kỹ lưỡng để dành tặng cho tiến sĩ Kristen Morris. Xin mời bà quay bức hình này ra. Đó chính là một bức tranh gạo vẽ nên chân chung của tiến sĩ Kristen Morris ạ. Dạ vâng, đây là một món quà có thể nói là rất là quen thuộc và cũng là thể hiện tinh thần văn hóa, tấm lòng tri ân của công ty Amway. Dạ, Thảo Ly xin hỏi một chút, xin nhờ chị Đào Thu Hiền hỗ trợ ạ. Okay, có thể xin mời bà Kristen Morris chia sẻ một chút xíu cảm nhận khi mà nhận món quà này được không ạ? I'm speechless. I've never seen anything like it. It's beautiful. I love it. It's beautiful. I love the sparkly because I like sparkly stuff. So. Cô bảo là cô rất là xúc động và cô không thể ngờ nổi. Và cô chưa bao giờ từng nhìn một cái tranh nào đẹp như thế này. Và cô rất là hạnh phúc và rất là cảm ơn tất cả các anh chị. Của bà tiến sĩ Kristen Morris. Xin mời bà Ô Minh Hằng mình nán lại sân khấu luôn. Chúng ta sẽ cùng chụp hình với tất cả các anh chị tham dự trong chương trình ngày hôm nay. Một lần nữa xin mời các anh chị chúng ta sẽ di chuyển lên phía trên sân khấu ạ. Chúng ta sẽ chụp hình kỷ niệm cùng với chuyên gia của chương trình ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng chụp hình chung với chuyên gia, cùng với đại diện của công ty Amway Việt Nam. Ngày hôm nay thưa các anh chị, chúng tôi vô cùng biết ơn sự hiện diện cũng như là những kiến thức chia sẻ hữu ích đến từ tiến sĩ Kristen Morris, một nhà khoa học đến từ Adams, Michigan, Hoa Kỳ. Xin cảm ơn phần hỗ trợ phiên dịch của Emero Đào Thu Hiền đã làm cho chương trình ngày hôm nay sống động hơn, ý nghĩa hơn và truyền tải hết những thông điệp hay cho chương trình ngày hôm nay. Và cũng xin cảm ơn sự hiện diện của các chị lãnh đạo ở đây. Thảo Ly quan sát là có nhiều anh chị cấp bậc từ Emerald trở lên, rồi có Diamond vẫn hiện diện để mà cùng học hỏi, cùng tiếp thu những kiến thức của sản phẩm chúng ta, cho thấy là lãnh đạo còn học hỏi thì nhất định là các nhà phân phối của chúng ta cũng phải duy trì một thái độ cũng như tinh thần học hỏi nhé. Các chị đang theo dõi livestream chúng ta nhớ liên tục comment nhé và thả những icon dễ thương để dành tặng cho những vị khách hiện diện trên sân khấu ngày hôm nay ạ. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả quý vị ạ. Chúng ta có thể dành tặng một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Vâng, thưa các anh chị, chương trình của chúng ta đến đây xin được khép lại. Và trên sân khấu các anh chị có thể thấy là tình cảm của các anh chị đang tham dự chương trình vẫn còn rất nhiều để dành tặng cho tiến sĩ Kristen Morris. Và xin thông báo là đến ngày 16 tháng 2, tức là ngày mai thôi, thì chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình livestream Theta Fanpage của Nutrilite Việt Nam. Ngoài sự hiện diện của tiến sĩ Kristen Morris ra, còn có những nhà phân phối Amway. Chúng ta sẽ đến với chủ đề làm sao kinh doanh sản phẩm probiotic này một cách hiệu quả nhất. Và ngoài những kiến thức về cách kinh doanh thì sẽ có những phần quà vô cùng hấp dẫn dành cho chương trình ạ. Đặc biệt là phần thưởng lớn nhất xin giới thiệu với quý vị đó chính là sản phẩm iPhone 11 Pro Max 256GB, rất là tuyệt vời, cực kỳ giá trị luôn.
Quý vị hãy nhớ like và share mạnh tay để cho những người bạn, những người thân thiết của mình biết được chương trình này. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi. Còn bây giờ, Thảo Liên xin chào và hẹn gặp lại nhau trong chương trình livestream vào khoảng 19 giờ ngày 16 tháng 2 trên trang fanpage Nutrilife Việt Nam. Còn bây giờ xin chào tạm biệt ạ.